Xin chúc mừng cho bạn may mắn này nha. Thì bạn này có thể là vào game để mà kiểm tra thôi đi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ Sinh TV đây. Nếu như mà bạn nào mà muốn tham gia event của mình á, thì các bạn chỉ cần là xem hết video này đi nha. Sau đó thì các bạn nhớ là like video này, xuống dưới bấm nút đăng ký kênh và comment tên nhân vật của các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ chọn một trong những món quà này đi nha. Thì sắp tới á, mình có đăng video ngắn á, cho nên là các bạn nhớ vào coi nha. Video ngắn mình là thường mình sẽ đăng vào lúc 6 giờ chiều đó mọi người. À quên nữa, đây chính là kênh top top của mình nè. Nếu như mà các bạn tò mò về mặt của mình á, thì các bạn cũng có thể là vô đây để mà coi đi nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục á, vừa leo tháp và vừa đọc comment của các bạn nha. Cái comment đầu tiên của bạn Như Trần Huy Quỳnh 9702, bạn này comment là: anh Thỏ Xuyên An TV lì như châu. Ủa, ngộ ha, hay chọc tôi quá à, giận. Rồi tiếp theo là một comment của bạn Miu, bạn này comment là: anh ơi, anh ăn gì mà cute vợ, chúc anh có một ngày vừa vui mà vừa vô chi, like và đăng ký rồi á nha. Bạn Miu này xứng đáng 10 điểm. Ai mà coi cái video này á mà like với lại đăng ký kênh với nhắn chuông rồi á, tôi cho 100 điểm luôn á. Rồi tiếp theo là một bạn có tên là Tuấn Nguyễn, bạn này comment là: em đăng ký cho anh rồi. Trời ơi, nếu như mà em mà like cái video nữa ha, là anh rất là dưỡng cho em luôn á. Dưỡng thê á, là dễ thương. Rồi tiếp theo là một comment của bạn Nhi, bạn này comment là: hồi sáng em đi ăn bún bò, thấy anh không có đủ tiền nên người ta bắt anh lại rửa chén cho người ta. Ê, sao em biết vậy? Ê, đừng nói nha trời, đội cái quần đó cho anh Việt Nam. Làm gì có, anh bắt người ta gửi chén chứ anh nào mà gửi chén hả em. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Miu Miu, bạn này comment là: lần đầu em xem anh vào 2 năm trước, hồi đó em không biết gì nên là thấy cái nút màu đỏ là em bấm vào liền, bây giờ mới biết là em bấm vào nút đăng ký kênh. Đúng rồi đấy em ơi, phải như vậy. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là User, bạn này comment là: em nói anh nghe nè, anh đừng giận em nha, em coi anh lâu rồi mà quên nấn nút đăng ký kênh chôn chôn Việt Nam. Trời ơi á, anh muốn chôn hay ghê luôn á. Nó giỡn thôi, cho cơ hội lần cuối đó, bấm vô nút đăng ký kênh đi là sẽ có điều bất ngờ nha. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Hagi Uni, bạn này comment là: anh Thỏ Siêu Nhân cho em lên TV đi, không là em lấy dép anh nó. Ê thôi mà mọi người đừng có lấy dép của tôi. Trời ơi, mới săn ở ngoài chợ á, hai đôi 25.000, không biết men có bị mòn chân không nữa, mà là dép Lào nữa chứ. Cái hồi đó ha, hot nhất là cái vụ á mà mua dép ghẻ xong rồi mang á cái bị cục ngón chân. Trời ơi, lúc đó tôi bị ám ảnh một hồi luôn á mọi người. Nhưng mà thôi giờ có ít tiền nên là mình có nhiều chơi nhiều ha. Nói chứ tôi đang mang cái đôi dép Lào này á, tôi đang niệm Phật đó mọi người. Trời ơi. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là shop của cốc chu hô, bạn này comment là: ờ, anh dễ thương dữ vợ, thương vô lay á, kha kha kha. Ê, thương vô lay là sao? Là yêu thương rồi lay qua lay lỡ hay sao? Nói chứ em biết lái rồi nha, anh ghim. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Gia Phép 8528, bạn này comment là: chúc anh có một ngày đi học tồi tệ nha, cho anh Việt Nam. Sao mà mọi người khoái dôn Việt Nam như vậy? Ê nhưng mà khỏi cần chút đi, anh thấy ngày nào anh đi học cũng tồi tệ hết trơn em ơi. Nói muộn gớt nước mắt. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là UserTZ, bạn này comment là: ủa anh là Thỏ hay là Siêu Nhân hay là Thỏ Siêu Nhân vậy? Sẵn đây á, em được lãnh giấy khen rồi nè he he. Ê tổn thương nha, trời ơi, flat cũng dữ dằn quá ha, cho anh xin vé nha. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là User, bạn này comment là: nay anh làm video dài dữ vậy, trời ơi lâu lâu mới ra một cái mà em, cho nên là làm dài cho mọi người coi nó đã. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Võ Thị Diễm My 2635, bạn này comment là: giọng anh giống Hoài Dân dạy vẽ quá ạ. Thầy ơi, hổm có đứa nói là giống Kairon, rồi giống David Ngô, bây giờ tới em nói anh giống thầy Quân. Trời ơi, mọi người thấy tôi giống ai nữa thì cứ xô ra hết đi, tôi chấp nhận hết. Rồi, tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Chán và Suy, bạn này comment là: anh biết tại sao anh bị ông hàng xóm chửi không? Tại em giấu dép của ổng bỏ vô nhà anh á, mãi fan anh là fan dữ chưa. Trời ơi sao mà hại tôi dữ vậy, tôi đang núp ở trong cái vườn xoài của ổng á, đang niệm Phật.
Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Honey. Bạn này comment là: anh ơi, ở trên á người á kể chuyện ma, vậy á ở dưới á ma có kể chuyện người không ạ? Mong anh rep. Trời ơi em có thể hỏi cái câu hỏi nào mà nó bình thường được không, chứ anh thấy anh bất thường quá nè. Ê nhưng mà anh cũng thắc mắc á, không biết là có phải như vậy không nữa. Mọi người á, ai mà biết á, trả lời giùm bạn này giùm ơi. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Võ Thị Diễm My 2635. Bạn này comment là: anh ơi, em thấy nụ cười của anh á rất là có hồn, hồn bay phách lạc, không á nhắc em lên tivi là hủy đăng ký á. Trời ơi, nói cái câu cười xong á là chừng nữa là anh sẽ ngậm cái miệng lại luôn, không dám cười một nửa luôn á. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Caria. Bạn này comment là: sao anh vô chi dữ vậy, mà thấy anh tội nghiệp quá, nghiệp chướng, quất đỡ heo, SOS. Trời đất ơi, tôi có nghiệp chướng rồi nào đâu. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là User. Bạn này comment là: anh có mua vé game bằng kim cương hay thỏi vàng không ạ? Hay là mỗi lần hết vé là anh chơi game khác đợi nó hồi giống như em, ví dụ như là Roblox, Liên Quân hay là Free Fire. Em á xem chùa hơi nhiều, nhưng mà riêng anh á là em like và đăng ký rồi. Yêu anh, mong anh cho em lên TV. Anh làm mọi tất cả những thứ mà em mới vừa nói luôn á. Ê nhưng mà bạn này dễ thương nha. Dù xem chùa người khác nhưng mà xem với mình á là không có xem chùa. Ai mà giống như vậy á là tôi rất là hất. Tôi sẽ bắn tim cho bạn này nha. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Thảo Ngọc. Bạn này comment là: mỗi lần mà ông này vô tri á trông cứ tu te sao á. Vậy hả? Nhớ là xem video đều đặn nha, là sẽ cu ti tiếp. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Liên Vũ. Bạn này comment là: anh ơi, ủa nói gì ạ? Ủa ông là ai? Ủa hình như á là chưa có bấm vào cái nút màu đỏ thì phải. À mà thôi kệ, anh, các bạn em cũng hay tranh thủ quá ha. Thôi nói gì nói thì chứ vô game đi các bạn đi rồi anh chấp nhận cho nha. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Ye Ye. Bạn này comment là: chúc anh có một ngày vô tri không lối thoát nữa. Trời ơi, anh chưa đủ vô tri hay sao em mà em còn muốn anh không lối thoát nữa. Trời ơi, cấp cứu. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Phạm Văn Minh Đức Thọ Siêu Nhân. Trời ơi dễ hơn nha. Bạn này comment là: xem ông đó một năm mà quên chưa bấm like. Rồi chút nữa có siêu đó, siêu phẫn nộ. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Trần Thị Thoái My. Bạn này comment là: anh cho em lên TV đi, em đăng ký rồi ạ. Rồi ai mà đăng ký like hay là những gì muốn lên TV á là cho lên hết. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Jenny. Bạn này comment là: hello anh Thỏ nha, dạo này á em nghi anh là robot quá, để xác minh anh không phải là robot thì anh hãy nói theo yêu cầu này em mới tin nha. Chibi cha ba, vườn ơ mở ra ọt ẹt ụt ịt, tôi không phải robot. Rồi anh vô chi dữ luôn á, trời ha ha. Ơi mọi người ơi, tôi bị dụ một cách rất là công khai luôn á. Trời ơi, không hiểu sao mà cũng đọc được nữa. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Dung Anh. Bạn này comment là: anh cho em lên TV đi ạ, em xin hơi nhiều lần rồi. Nói chứ em like và đăng ký rồi. Trời ơi mấy bạn mà cứ like và đăng ký muốn lên TV thì cho lên hết á nha. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Liên Vũ. Bạn này comment là: anh nghe em kể nè, xem thêm tất cái lòng ngực quá. Anh cũng kể cho em nghe cái vụ này nè, .. coi tiếp. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Văn Xó. Bạn này comment là: anh là Thỏ Siêu Báo TV đúng không? Không nha, anh là Thỏ Siêu Ngoan. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Thúy Thùy Thùy Thuy. Bạn này comment là: anh ơi, anh tên nhà là Thỏ và thích ăn thịt thỏ. Dạ thịt thỏ siêu nhân là anh đó, Thỏ siêu quậy siêu báo gì không à. Ê hồi nào tôi có quậy tôi có báo đâu mọi người. Trời ơi tôi ngoan hết sức, tại vì mọi người không thấy hôi đó. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Phương. Anh ơi, anh là Thỏ siêu nhân, vậy siêu nhân này có biết giải cứu trái đất không? Ê, không ấy kêu trái đất giải cứu anh đi, chứ làm gì mà anh giải cứu được trái đất hay em. Trời ơi buồn quá. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Võ Thị Diễm My. Bạn này comment là: giọng ấm oải, thanh kiều sâu mất. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Lớp. Bạn này comment là: anh biết gì chưa, có bạn sớm em á bị dậm lên chó. Nghe hơi bị nặng mùi nha em. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Dung Nguyễn Trung. Bạn này comment là: bạn kia chúc anh vô chi đúng rồi mà. Đúng hồi nào, có đúng đâu mà đúng,
Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Nguyễn Bao. Bạn này comment là cả nhà bé thích ăn thịt thỏ. Ê, niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Dung. Bạn này comment là anh là thỏ siêu nhân hay là thỏ siêu báo? Anh là thỏ siêu tịnh tâm. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Thoa Lê. Bạn này comment là anh ơi em có chuyện muốn nói ... xem thêm. Không được chửi, không được chửi. Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm. Anh ơi, em có cho một câu nè. Ơ hay, anh đẹp gái vậy? Trời ơi, là đẹp gái dữ chưa? Đẹp trai chưa xong rồi bây giờ muốn tới đẹp gái. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Sana. Anh ơi, cho em lên TV đi, tặng nè. Trời ơi, dễ hơn nha, dưỡng thê, dưỡng thê. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Phúc. Bạn này comment là anh không rep em đốt nhà anh. Hên quá, nhà anh ở dưới nước nha em. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Trúc Nguyễn. Anh ơi, anh có thịt thỏ siêu nhân không cho em đi? Cho em ăn thịt nó đi, mà cho em lên TV đi. Trời ơi, sao em ác vậy em? Thôi, mình tập ăn chay đi, ăn rau củ đồ đó, cho nó tịnh tâm giống như anh vậy nè. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Xuân Ni. Bạn này comment là tội của chồng là tọng của trôi hả? Trời ơi, comment gì vậy? Không hiểu, không hiểu. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Dung. Bạn này comment là anh thở sale, anh nói đăng ký được lên TV mà em đăng ký rồi vẫn chưa được lên, chắc em xóa đăng ký quá. Ê khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây, đã cho lên đăng ở lộn đã cho lên TV rồi nha, nhớ giữ lại cái nút đăng ký. I love you. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Fan Gay 123. Bạn này comment là anh ơi, chúng ta tại sao phải đi vệ sinh vậy ạ? À? Trời ơi, em thử mà không đi vệ sinh coi là lúc đó là em có vấn đề rồi đó, nên cần đi bệnh viện. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Thanh Nhung 2222. Bạn này comment là anh ơi, cho em lên TV đi ạ. À, đã cho lên rồi nha. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Minh Quang. Bạn này comment là máy em lỗi 104 ngày rồi chưa sửa xong. Rồi chuẩn bị tinh thần mua máy mới luôn đi em ơi. Trời ơi, 3 tháng trời mà chưa sửa xong nữa. Trời ơi luôn á. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Trần Dũng. Bạn này comment là cho em lên TV đi. À, em kêu cả lớp đăng ký và like tất cả các video của anh rồi ạ. Có thiệt không vợ? Thôi nhưng mà anh đã cho em lên rồi nha, nhớ giữ lời hứa. Rồi tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Bắc Sát. Bạn này comment là anh tên gì vậy, tôi không quen. Thôi thì bây giờ đã quen rồi đó nha, anh tên là Đạt. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Bảo. Bạn này comment là tặng anh. Trời ơi, hình con thỏ dễ thương quá ha, cảm ơn em nha. Rồi tiếp theo là một comment của bạn có tên là Huy Lương Gia. Bạn này comment là thôi xong. Ủa, xong cái gì vậy? Rồi tiếp theo là một comment là anh che tên và avatar của em nhé. Hồi lớp 4 á, đầu năm lớp em vẫn chơi cùng với nhau bình thường. Nhưng mà đến khoảng hết học kỳ 1 thì có một thằng trong lớp á, nó tên là M. Nó mượn bút của bạn A nhưng mà làm hỏng rồi. Hứa sẽ đền nhưng mà không có đền. Cái đến lúc á, mà đi thi cuối học kỳ 2 á, cái bút của A hết mực giữa chừng nên là đòi M trả bút. Nhưng mà M á cũng chỉ có một chiếc bút nên là không có đưa cho A được. Cái lúc đó thi xong, cô coi thi nên là nộp bài thi. Lúc đó A tức quá hay sao ấy nên là xông vào đánh M. M bị đánh đau quá nên là cũng đánh lại A. Hai đứa nó vừa cấu in móng tay trên mặt nhau, có đứa còn chảy máu mũi. Cả lớp sợ cô biết sẽ bị mắng nên á băng bó lại cho hai đứa kia. Rồi từ đó lớp em chia thành hai phe. Một bên là phe bảo vệ M, còn một bên thì nói giúp A. Rồi hai phe không chơi với nhau gần được một năm học sau đó luôn. Bây giờ thì A đã chơi lại với M và phe bên M. Còn mấy đứa mà theo A lúc trước thì lại không chơi nữa. Cuối cấp rồi thì em muốn lớp em hòa bình để chụp kỷ yếu với nhau, để có một cái ảnh đẹp. Rồi còn lên cấp 2 nữa, chắc lẽ năm sau lớp em sẽ không học chung nữa đâu. Em viết dài vậy mà anh không rep là em buồn lắm luôn á. Anh mà không rep á là em không làm gì hết. Mong anh rep với ạ mà khoan ... ai mượn anh đọc bình luận của em dọ, bộ anh mắc rep lắm hả? Trời ơi, bé này nó nói một câu á muốn giận nó hết sức. Thôi mà cũng cảm ơn em đã dành thời gian ra để mà viết câu chuyện của em để mà kể cho anh nghe nha.
Đúng rồi, kiểu giống như là dặn qua lại á, nhưng mà cái quan trọng nhất á, đó chính là kỷ niệm á mọi người. Kiểu giống như á, thời gian mà mình vui nhất á, tự nhiên nó qua rồi á, là mình sẽ không quay lại đâu. Giống như á, là hồi năm vừa rồi á, là mình mới học cấp 3, mà năm nay á, là mình đã học lên rồi đó mọi người, cho nên là mình không còn ở cấp 3 nữa. Nhưng á, mà mình rất là lụy cấp 3 với lại cấp 2 của mình luôn á. Cho nên á, vì vậy á, là mọi người còn đi học á, mọi người nhớ á, là trân trọng những cái khoảnh khắc mà mình đi học đi nha. Những cái kỷ niệm á, buồn, vui, rồi đánh lộn, rồi chửi lộn, rồi chia phe bày bá. Nói chung á, là tuy nó hơi xấu thiệt nhưng mà nó cũng là một cái kỷ niệm trong cái ký ức của mình luôn á mọi người. Kiểu á, hiện tại bây giờ á, mình rất là nhớ cái cảm giác đó. Nhưng á, mà bây giờ mình đâu có quay trở lại được nữa đâu. Tại vì á, bây giờ á, mỗi người một nơi rồi, cho nên là ít thời gian gặp nhau lắm luôn á. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ở góc phía bên phải. Sau đó các bạn chỉnh chuông cho tất cả các video. Và nhớ là like video của kênh mình đó nha. Cảm ơn mọi người.